đọc cái phần của bản thức thôi. Ok, vậy bản thức là đang nói về tâm lý học, khoa học thần kinh, có hai nhóm chính: lâm sàng và nghiên cứu. Sức khỏe tinh thần là mô hình tâm sinh xã. Hầu ơi, em bắt đầu phần của em nhé. Chị Phương ơi, nhớ bấm trình chiếu cái PowerPoint lên cho mấy bạn thấy. Ủa vừa nãy chuyển sang chế độ trình chiếu mọi người có thấy phóng to không? Lúc nãy cơ. Tại vì bây giờ đang chuyển tab sang bên này để chỉnh cái âm lượng á. Bấm lại thử. Mọi người thấy phóng to chưa? Không luôn. Có một cái nút trình chiếu á chị bấm vô cái nút đó bên dưới bên góc Chị phải. bấm trình chiếu ở cái tab của chị rồi đó, ở trong máy của chị rồi á. À vậy là chưa, mọi người chưa có thấy. Để vẽ Ok. trình chiếu cái cửa sổ kia đó, hoặc là trình chiếu thành một cái là mình chọn trình chiếu cái cửa sổ của cái file không phải. Bấm đường chia sẻ đi, xong rồi bấm chia sẻ lại, nó sẽ có hai lựa chọn là cửa sổ hoặc là phần. Em thử dừng dừng trình bày xong rồi để trình bày Đúng trong rồi. trường hai coi. Dạ. Xong bây giờ bấm vô chỗ trình bày. Nó sẽ chăm lựa là toàn bộ màn hình của cửa sổ. Chọn cái toàn bộ màn hình hay là cái một cửa sổ? Để chăm toàn bộ màn hình đi. Xem được. Hay là gì đấy? Thầy ơi, thầy thông cảm cho những con người già lần đầu tiên mới được học online luôn đó thầy. Cũng là trải nghiệm. Rồi giờ chị mở qua bên cái PowerPoint. Để chị chị. Ủa cái gì vậy? Nãy thầy xem anh. Ngắt. Hello, nguyên cái lớp 40 mấy người có một, có hai cái kem. Dạ, thầy ơi, em xin phép được bắt đầu cái phần ôn của nhóm Sigmund Freud ạ. Dạ. Dạ, rồi. Sorry thầy với mọi người, tại vì chỉ có một cái slide của em thì chữ nó tương đối là hơi nhỏ, là tại vì em chọn cái phương án là làm mind map cho mọi người hình dung cái bài đầu tiên là về đại cương. Thì trong cái bài này thì là em nghĩ là bài này là một trong những cái bài mà có vẻ như là ấm áp, dịu dàng và nhẹ nhàng nhất đối với cả lớp, tại vì bài này là opening cho cái môn của mình, cho nên là thành ra là nó có những cái thông tin tương đối là rất nền tảng, rất là tổng quát, cho nên là em đã chọn cái phương án là mind map. Thì ở đây á, cả lớp sẽ nhìn thấy được là tổng quan cả cái bài đầu tiên này á, thực ra là mình cũng chỉ có khoảng 5 cái key point thôi. Cái đầu tiên là mình nói về các cái khái niệm, và tương ứng với các khái niệm thì chúng ta cũng sẽ, bên kia chúng ta cũng sẽ có, mình tạm gọi đối tượng, có nghĩa là ở bên này khái niệm về tâm lý, tâm thần và thần kinh, thì bên kia cũng có các khái niệm tương ứng với lại công việc đó. Tương ứng với tâm lý thì là có nhà tâm lý gia, có nhà tâm lý. Tương ứng với tâm thần chúng ta có bác sĩ tâm thần, và tương ứng với khái niệm thần kinh chúng ta có bác sĩ thần kinh. Và đầu tiên thì nói về cái khái niệm tâm lý, thế thì chúng ta đề cập tới những vấn đề như là về hành vi, về ứng xử và thái độ. Và nếu nói về tâm thần thì chúng ta lại nói về cả các cái keyword như là trầm cảm, lo âu. Còn nói về thần kinh thì chúng ta nói nhiều về não, về hệ thần kinh, về dây thần kinh, vân vân. Thì đó là cái nguyên cái phần khái niệm ở cái phần đầu tiên. Và ở trong cái phần khái niệm này thì chúng ta cũng có đề cập tới một cái phần, đó là cái mô hình là tâm sinh xã, nghĩa là sinh học, tâm lý và xã hội, như thầy thường phân tích với các cái triệu chứng về 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 tâm thần. Và ở cái phần số 2 đó là như vậy thì chúng ta học cái tâm tâm lý học thần kinh này để làm gì? Thì tóm tóm gọn lại những cái slide của thầy á, thì nhóm có đưa ra là hai cái mục đích chính. Đầu tiên là hiểu và thứ hai là giúp. Hiểu thì chúng ta có hiểu nghề, hiểu người và hiểu mình, và giúp thì chúng ta có hai phần, đó là giúp người cũng như là giúp mình. Và ở cái key point số 3 thì chúng ta có cái phần đó là như vậy thì tâm lý học thần kinh, chúng ta tìm hiểu về tâm lý học thần kinh thì chúng ta có hai cái phần tìm hiểu chính. Đầu tiên là mục tiêu ngành, và cái thứ hai đó là phân nhóm của tâm lý học thần kinh. Ở mục tiêu ngành thì chắc là cái câu này là cũng có nằm trong cái bộ câu hỏi trắc nghiệm của nhóm nhóm đầu tiên. Đó là cái mục tiêu ngành của chúng ta, đó là hiểu cấu trúc và chức năng của não bộ, và chúng ta hiểu và mô tả hệ thần kinh trung ương cũng như là dự phòng và chữa trị.
Thì đó là ba cái mục tiêu chính ở lớn, và đối với lại phân nhóm chính thì chúng ta có lâm sàng và nghiên cứu. Thì ở lâm sàng thì như vậy thì lâm sàng là như thế nào và nghiên cứu thì như thế nào, chúng ta sẽ overall ra thì nói về lâm sàng, chúng ta nói về cái việc là sử dụng những cái hiểu biết về mối liên quan giữa tổn thương hệ thần kinh và biểu hiện lâm sàng. Ví dụ như là chúng ta làm về những cái hoạt động là tham vấn, giải thích, đồng hành cùng bệnh nhân thì chúng ta đang nói về lâm sàng. Còn nếu nói về nghiên cứu thì chúng ta có thể xoay quanh những cái keyword, đó chính là thang đo, là dữ liệu. Và ở nghiên cứu thì nhà nghiên cứu sẽ tạo ra, đánh giá và cải thiện các cái thang đo tâm trắc như này. Và cái phần đó chính là cái tóm tắt của lâm sàng và nghiên cứu. Và đối với lâm sàng thì chúng ta có ba cái chủ đề lớn chính. Đầu tiên là khiếm khuyết thần kinh nhận thức, thứ hai là tổn thương thực thể, và thứ ba là các cái bệnh lý khác. Và ở tâm lý học thần kinh lâm sàng thì nói về tâm lý học thần kinh lâm sàng, chúng ta nói về cái việc ứng dụng các hiểu biết của ngành tâm lý học thần kinh trong việc tiếp cận xử trí và phục hồi cho các bệnh nhân có vấn đề về bệnh lý và tổn thương. Và làm sao để trở thành một nhà nghiên cứu tâm lý học thần kinh thì ở trong cái môn của chúng ta, ở trong cái bài đầu tiên của chúng ta thì thầy cũng có đề cập đến. Và để trở thành một cái nhà nghiên cứu tâm lý học thần kinh thì có hai cái phần chính mà chúng ta sẽ thấy. Đầu tiên là yêu cầu, và cái thứ hai là các học phần cần đào tạo. Thì ở yêu cầu thì chúng ta thấy rằng là đối với một người mà muốn trở thành nhà nghiên cứu thì bắt buộc là họ sẽ học đến học vị là tiến sĩ, và kết hợp ở ba ba phần nữa, đó là tâm lý học thần kinh và khoa học dữ liệu. Và ở học phần cần đào tạo thì có 7 cái học phần như vậy: tâm lý học lâm sàng, nhận thức thần kinh, hóa sinh, sinh học thần kinh, giải phẫu thần kinh và phương pháp nghiên cứu. Như vậy thì với cái mind map này thì nhóm đã đi qua 7 cái key point mà để mọi người có thể overrun được cái bài đầu tiên, làm nền tảng cho những cái phần tiếp theo mà nhóm sẽ ôn cho lớp ạ. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn Hậu. Thì bạn Thức có nhắc đến những cái key point lúc nãy giờ bạn Hậu có nói rồi. Thì cái phần triệu chứng tâm lý học trong lòng bàn tay này thật ra là cái phần mà chị Hiên chuẩn bị. Thì tại vì chị Hiên đang đang trên bầu trời rồi cho nên Uyên sẽ giúp chị Hiên trình bày cái phần này luôn. Còn với phần công cụ đánh giá thì bây giờ mình sẽ đọc qua một số cái ý kiến của các bạn nãy giờ nha. Khả Anh có nói về triệu chứng trong lòng bàn tay. Khả Anh nói rất là bài bản, chi tiết và đầy đủ luôn á. Ý một về rối loạn là tình trạng hơi lệch so với bình thường, chưa rõ nguyên nhân. Bất thường là tình trạng hơi lệch cộng cường độ, cộng tần suất và mức độ ảnh hưởng đến thực thể, gây khó chịu, đau khổ và mất kiểm soát. Bất thường là có bất thường về mặt cá nhân và mặt thống kê. Ok. Ý thứ hai là Khải Anh nói về power input, process và output. Đây là hoạt động tâm lý tâm thần của chúng ta, tâm thần tâm lý của chúng ta. Ý thứ ba là cảm xúc. Cảm xúc là lo âu, sợ hãi, hưng trầm cảm, không ổn định, không phù hợp. Hành vi thì có bản năng chủ đích, vô tổ chức. Rồi, tóm lại thì Khải Anh cũng nói nhiều cái kiến thức trong cái phần triệu chứng trong lòng bàn tay rồi. Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn một chút để có thể là đọc qua như thế này mọi người sẽ không không có nắm hết được chi tiết, nhưng mà các Khải Anh thì nắm hết rồi đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi đến cái định nghĩa tâm lý học mô tả. Khi tâm lý học mô tả, chúng ta sẽ liệt kê, mô tả, đặt tên cho các biểu hiện và triệu chứng, từ đó giúp xây dựng nền tảng cách mô tả hiện tượng tâm lý, giúp xác định đúng và đầy đủ. Thì từ cái slide này trở đi á, thì nhóm, tại vì phần đại cương thì mình sẽ làm mind map để các bạn có cái góc nhìn. Tuy nhiên từ slide này trở đi thì nhóm cố gắng cô đọng hết tất cả những cái kiến thức có thể đưa vào trong cái slide được, để mọi người có thể từ đó mà ôn tập, và chỉ cần mở thêm một số cái tab khác nữa thôi, chứ không phải là lật quá nhiều để mà tìm cái thông tin á, nên có thể sẽ hơi nhiều chữ một chút. Thì mọi người có gì mọi người cố gắng đọc để mình nắm thông tin luôn nha. Thì cái tâm lý học mô tả sẽ trả lời câu hỏi có hay không, tức là triệu chứng đó có hay không, cũng như là câu hỏi what thì sẽ nói về hình thức và nội dung của cái triệu chứng đó, và cái triệu chứng đó là how, như thế nào, nó sẽ thể hiện trả lời được câu hỏi như là bao lâu, khi nào, ở đâu, mức độ ra làm sao, cảm nhận chủ quan và khách quan, cũng như cái ảnh hưởng của nó đối với như thân chủ của chúng ta là gì. Chị qua slide tiếp giúp em nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến các khái niệm cơ bản.
Phương ơi, rồi các khái niệm cơ bản bây giờ mình sẽ đi là bình thường và bất thường thì phân biệt bằng cách nào, là bằng tính chất của triệu chứng. Thì khi nói về bất thường, chúng ta sẽ nói về bất thường về mặt cá nhân và bất thường về mặt thống kê. Thì bất thường về mặt cá nhân là khi chúng ta so sánh với chính bản thân của cá nhân đó trong lịch sử phát triển của cá nhân. Còn khi về mặt thống kê, tức là khi ta so sánh với con số thống kê với số đông ở ngoài xã hội. Và bất thường như thế nào thì là bất thường? Thì chúng ta sẽ xem xét về một số tính chất như là kéo dài, tức là thời gian như thế nào, có quá mức hay không, tức là cái cường độ, nó có gây ra cảm giác khó chịu, đau khổ hay không, vừa ảnh hưởng đến chức năng xã hội như thế nào của thân chủ. Thì lúc này chúng ta phải dựa vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 để có thể quyết định được điều này. Rồi, chị qua slide tiếp giúp em nhé. Tiếp theo, một số khái niệm cơ bản nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khái niệm về triệu chứng. Triệu chứng là một biểu hiện bất thường đơn lẻ. Sau đó chúng ta đi đến hội chứng. Hội chứng là tập hợp các triệu chứng có đặc điểm chung. Và nhớ rằng hội chứng có thể xuất hiện ở nhiều bệnh hoặc rối loạn khác nhau. Và giữa rối loạn và bệnh là sự lệch ra khỏi giới hạn bình thường của tâm thần dựa theo tiêu chuẩn DSM-5 và ICD-10. Và triệu chứng thì mình cũng muốn các bạn nắm luôn về triệu chứng nguyên phát và triệu chứng thứ phát. Triệu chứng nguyên phát là triệu chứng đầu tiên phát sinh trực tiếp từ quá trình bệnh lý của bệnh nhân. Triệu chứng thứ phát thì sẽ theo sau đó và phát sinh như một đáp ứng với triệu chứng nguyên phát. Thì thường cái này á, theo như thầy Nguyễn Văn Nuôi thì chúng ta sẽ nhận định bằng cái thời gian là nhiều hơn, tại vì cái chuyện phát sinh như một đáp ứng thì nó cũng còn chưa chắc chắn, hoặc là có nhiều cái yếu tố khác để mà nói, thì thôi mình cứ nhớ nguyên phát là đầu tiên, phát sinh trước, và thứ phát là theo sau nha các bạn. Next slide chị Phương ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái quan trọng, tổng hợp tất cả các triệu chứng mà liên quan đến hoạt động tâm lý tâm thần của mình. Thì lúc nãy giờ tụi mình có bàn luận với nhau trên group là triệu chứng, thật ra cả các slide này đều nói về triệu chứng nha các bạn. Tức là từ quá trình power input, process output thì đều có triệu chứng tâm thần tâm lý trong đó. Và cái quá trình power là gì? Là quá trình ý thức, là tức là khi chúng ta, cái khả năng tiếp nhận và phản hồi thông tin của chúng ta như thế nào, thì nó thể hiện ra bên ngoài là cái gì? Chúng ta sẽ tỉnh, tiếp xúc tốt hay là có rối loạn ý thức. Mà rối loạn nó sẽ thể hiện là có thể là lơ mơ, hôn mê, sảng. Đó. Thì tới cái bước thứ hai là input, là tri giác. Thì lúc này chúng ta sẽ có cảm giác và có tri giác. Thì lúc này cảm giác của chúng ta như thế nào, hoặc là chúng ta có rối loạn tri giác, ví dụ như là ảo tưởng, ảo giác. Lúc nãy mình cũng có mấy cái câu đó đó. Tiếp theo là quá trình process, là quá trình nhận thức, là quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin. Thì những cái triệu chứng mà liên quan đến quá trình này, nó sẽ thể hiện về cái việc định hướng lực nè, tập trung chú ý, trí nhớ, trí năng, suy luận logic, nhận thức không gian, chức năng thi hành, hoặc là xử lý ngôn ngữ. Còn quá trình output là cái sự, là một cái vòng tròn, ba cái vòng tròn của cảm xúc, tư duy và hành vi. Thì nó khá là phức tạp, thì mình sẽ qua slide tiếp theo nhé. Về triệu chứng liên quan tới cảm xúc sẽ là gì? Triệu chứng liên quan tới cảm xúc thể hiện ở đây sẽ là lo âu, sợ hãi, cơn hoảng loạn, nè, hưng cảm, trầm cảm, nè, mất hứng thú, hoặc là những cái cảm xúc không phù hợp hoặc không ổn định mà mình có thể nhìn thấy. Rồi đến những cái triệu chứng mà liên quan đến hành vi sẽ là liên quan đến ba cái hành vi chính, là hành vi bản năng, hành vi chủ đích, hành vi vô tổ chức. Thì hành vi bản năng, một số cái triệu chứng nổi bật như là mất ngủ, nè, rối loạn ăn uống, rối loạn tình dục. Còn hành vi chủ đích thì những cái triệu chứng có thể thấy là nghiện chất nè, lạm dụng chất, nghiện hành vi, tự sát, tự hại. Hoặc là hành vi vô tổ chức sẽ là kích động quá mức, gây hại cho mình hoặc cho người khác nè. Hoặc là một hành vi không ai hiểu được, không có ý nghĩa. Còn khi đến với cái mức cao hơn đó là tư duy rồi á, thì những triệu chứng nó sẽ có thể chia thành hai loại, đó là rối loạn hình thức. Thì lúc đó người đó sẽ nói nhanh, nói nhiều, nói lạc đề, hoặc là ngược lại luôn, nói rất chậm, nói ngắt quãng, hoặc là không thể nói mà người khác không thể nào hiểu được. Và cái rối loạn khác đó là rối loạn về mặt nội dung của tư duy. Thì lúc đó con người ta sẽ có định kiến nè, hoang tưởng nè, ám ảnh cộng với cưỡng chế, nghiền ngẫm về cái chết, tự sát. Về cái triệu chứng trong lòng bàn tay này á, có một số cái định nghĩa, có một số cái mà các bạn nên học đọc thêm trong quyển sách của thầy Nguyễn Văn Nuôi nha, để biết sâu hơn, để nắm kỹ hơn. Giống như kiểu ảo hoang tưởng là gì, giống như những cái câu thi lúc nãy của mình ấy.
Tiếp theo thì Uyên sẽ trình bày luôn các công cụ đánh giá về cấu trúc và chức năng của thần kinh. Thì Uyên xin phép xem lại cái phần của bạn Trí lúc nãy bạn có nói đến, bạn có nhắc đến những cái về hình ảnh học nè, rồi thang đo tâm trắc nè. Bạn nói về thang đo tâm trắc thì có tác dụng là để lường giá vấn đề nè, tầm soát diện rộng, hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi. Còn hình ảnh học bạn nhắc đến CT scan, MRI, PET và EEG. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái phần đó luôn nha. Công cụ đánh giá thần kinh thì ở đây mình đang nói về hai cái công cụ đánh giá chức năng đầu tiên mà chúng ta sẽ dùng, đó là bộ tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 và ICD-10. Hai cái công cụ này sẽ giúp chúng ta tạo checklist thăm khám nè, chọn phác đồ, theo dõi điều trị và tiên lượng một cách gọi là một cách khoa học nhất mà đã được các nhà khoa học đưa ra rồi. Chúng ta có một cái để dựa vào để mà ai cũng sẽ chẩn đoán giống như vậy, bác sĩ nào cũng theo cái thang đó, thì không phải người này chẩn đoán khác, người kia chẩn đoán như thế nào. Thì cái này thật sự nó là một cái tiên quyết để mà mình có thể chẩn đoán cho bệnh nhân được. Rồi thang đo tâm trắc cũng sử dụng để đánh giá chức năng. Thì một số cái ví dụ thầy có đưa cho mình đó là Gamify, mọi người có vô đó thử chơi game cũng vui lắm. Rồi thang lượng giá trầm cảm, rồi thang lượng giá lo âu. Còn cái hình thức của thang đo tâm trắc thì sẽ có nhiều loại như là phỏng vấn, tự trả lời và trò chơi điện tử. Thì thang đo tâm trắc sẽ giúp chúng ta lượng giá hoạt động vấn đề tâm thần, từ đó có thể tầm soát, hỗ trợ, đánh giá mức độ và cũng như theo dõi điều trị cho bệnh nhân. Chị bấm tiếp một cái cho cái CT scan nó hiện ra luôn đi chị Phượng. Các công cụ đánh giá thần kinh, chúng ta sẽ đi vào hình ảnh học nha mọi người. Thì cái CT scan, đúng, bạn Trí theo dõi rất là đúng, là CT scan chụp các lớp. Chúng ta sẽ dùng cái này để đánh giá về cấu trúc thần kinh nha các bạn. Cái này dùng tia X phản xạ hình ảnh lên phim. Cái phương pháp này rất là nhanh, rẻ, và nó phân biệt rõ cấu trúc giữa cứng và mềm nha các bạn. Cái này mình nên nhớ một chút ở chỗ này. Còn máy MRI là máy chụp cộng hưởng từ cũng dùng để đánh giá cấu trúc nha mọi người. Thì cái máy này sẽ dùng xung cộng hưởng từ mô tả thành hình ảnh. Cái máy này thì chậm hơn và đắt hơn, nhưng nó giúp mình phân biệt rõ giữa các cấu trúc mềm. Ví dụ phần não này có vấn đề, còn phần não kia bình thường, thì phải dùng MRI này để xem mới chụp ra được. Còn nếu CT thì sẽ không được. Rồi đến cái EEG, tức là điện não đồ. Đây là cái công cụ đánh giá về chức năng của thần kinh nha mọi người. Tại vì nó ghi lại các hoạt động điện của các vùng neuron. Thì vùng nào hoạt động thì dòng điện nó sẽ lớn hơn vùng khác, được ghi nhận lại thành các dải sóng điện não, từ đó mà mô tả hoạt động của vùng não. Tức là mình ghi nhận trong khi nó đang hoạt động ấy, thì sẽ là dùng để đánh giá chức năng. Và cái EEG này là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và điều trị động kinh nha mọi người. Tiếp theo vẫn là công cụ đánh giá thần kinh bằng hình ảnh học, đó là cái máy PET, là máy chụp các lớp với chất phát xạ an toàn. Cái này cũng dùng để đánh giá cấu trúc. Khi chúng ta tiêm một chất phát xạ vào máu được thiết kế để gắn vào một sản phẩm trong não, ví dụ như là dopamine receptor hay là serotonin, thì các cảm biến sẽ bắt lại các tín hiệu phát xạ và thể hiện thành hình ảnh chụp các lớp. Và tiếp theo nữa là cái máy chụp cộng hưởng từ chức năng. Cái máy này sẽ vừa đánh giá được chức năng và vừa đánh giá được cấu trúc của thần kinh, bởi vì nó phát hiện được những cái thay đổi trong lưu lượng máu á, từ đó mà quan sát được cấu trúc và chức năng của các vùng não bộ. Thì vùng nào được kích thích á, thì nó thấy rằng lượng máu nó sẽ tăng lên và mật độ hồng cầu giàu oxy sẽ tăng lên ở các vùng đang được kích hoạt. Thì tóm lại mọi người chỉ cần nhớ là máy PET á, thì dùng để đánh giá cấu trúc bằng cái cách tiêm chất phát xạ nè. Còn máy chụp cộng hưởng từ chức năng sẽ vừa đánh giá được chức năng và vừa đánh giá được cấu trúc. Nãy giờ mọi người sẽ thấy là chỉ có cái EEG với cái fMRI này là có đánh giá được chức năng thôi. Tức là người ta sẽ cho bệnh nhân lúc đó sẽ làm một cái gì đó, ví dụ như tính toán hay là xem những cái bộ phim mà có kích thích một chút chẳng hạn. Thì lúc đó người ta sẽ xem cái não nó hoạt động như thế nào á, thì mới dùng được để đánh giá chức năng được. Và còn có một mời thầy giơ tay hả? Không có nhận. Dạ. Và còn một số cái công cụ khác nữa. Ôi, không nghe. Chị Phương ơi.
và còn một số các công cụ khác dùng trong nghiên cứu nữa, đó là mô hình điện toán. Thì rõ ràng rồi, khi mà dùng trí tuệ nhân tạo á, thì tư duy như con người, tức là mình càng input nhiều cái dữ liệu á, thì cái mô hình điện toán nó sẽ đưa ra kết quả nó càng đúng. Và mạnh hơn con người là sao? Nó không cần ăn uống ngủ nghỉ gì hết, nó có thể hoạt động liên tục luôn. Đó là một cái công cụ nữa là mô hình điện toán sẽ sử dụng trong đánh giá thần kinh, đánh giá nghiên cứu thần kinh của mình nha. Và một số công cụ khác nữa sẽ được dùng trong chẩn đoán và khám bệnh thăm khám, ví dụ như xét nghiệm sinh hóa nè, mô hình động vật, hoặc là tác dụng phụ thành tác dụng chính. Thì cái slide tiếp theo mình sẽ tổng hợp lại các cái công cụ, tóm tắt lại các công cụ đánh giá thần kinh. Thì chúng ta thấy nè, từ triệu chứng chúng ta sẽ thăm khám lâm sàng, sau đó phải cho bệnh nhân làm các cầm lâm sàng để loại trừ hoặc là để xem có tổn thương thực thể gì đó hay không, rồi mới ra được chẩn đoán xác định. Thì chúng ta dùng những cái gì? Chúng ta sẽ dùng những cái công cụ đánh giá bên cạnh, đó là bộ tiêu chuẩn chẩn đoán nè, thang đo tâm trắc nè, xét nghiệm nè, và hình ảnh học cộng với mô hình điện toán. Thì nó có nhiều, đây có một cái slide này thôi, mọi người về từ chia nhỏ là sẽ nhớ được về cái công cụ đánh giá thần kinh nha. Rồi, phần của Uyên đến đây là xong, tiếp theo sẽ là phần lo âu sợ hãi. Thì Thọ ơi, chắc alo phần lo âu sợ hãi, mình là Thọ Tony đó thầy. Mình sẽ trình bày tiếp cái phần về lo âu và sợ hãi. Thì lo âu sợ hãi thì nó có hai bài. Bài đầu á, là về nhận diện và chẩn đoán. Bài thứ hai á, là về nguyên nhân và hỗ trợ. Thì cái bài đầu á, có về của giao cho Danh. Thì Danh có nói là lo âu sợ hãi, nhận diện và chẩn đoán là sợ có trước, có tiến hóa, tư duy trừu tượng. Giảm sợ là lặp lại các kích thích gây sợ nhưng trong không gian an toàn và không có hậu quả. Ba là GAP3, chất dẫn truyền thần kinh ức chế chính và giảm đáp ứng. Thì cái này hình như là Danh ơi, Danh, em hơi tham về cái phần nguyên nhân và hỗ trợ rồi. Thì bây giờ anh sẽ nói về cái phần nhận diện và chẩn đoán của lo âu và sợ hãi. Thì trước nhất thì chúng ta sẽ đi đến những cái khái niệm ban đầu về để phân biệt giữa sợ và lo. Về đối tượng á, thì sợ là những là đối với những cái mối đe dọa nguy hiểm rõ ràng và tại thời điểm hiện tại, còn lo là cái mối đe dọa và nguy hiểm rất là mơ hồ, có thể xảy ra trong tương lai. Về nguồn gốc, sợ thì mang tính giống loài và có trước tiên trên hành trình tiến hóa. Còn lo thì nó có sau khi con người có tư duy trừu tượng và được liên kết với trí nhớ. Về hành vi thì sợ ta sẽ khởi động phản ứng chiến hay bỏ chạy. Còn về lo thì hành vi là tâm lý chuẩn bị, cảnh giác để né tránh cái nỗi lo. Về phần thần kinh mà xử lý của về cái sợ đó chủ yếu nằm ở hạch hạnh nhân, và sau lát nữa mình cũng sẽ giải thích về nguyên nhân của cái sợ thì nó sẽ nói rõ hơn. Về phần lo thì đó không phải chỉ có hạch hạnh nhân là xử lý, mà nó còn có sự tham gia của các vỏ não, các phần của vỏ não nữa. Chị ơi, chị cho em qua cái slide. Nói rõ hơn về lo âu và sợ hãi thì theo tâm thần học thì có cái tên chuyên ngành đó là rối loạn lo âu. Thì có nhiều dạng rối loạn lo âu theo DSM-5, nhưng mà có nhìn chung á, thì cái mảng lo âu này á, nói tóm lại thì nó có 5 cái điểm giống nhau và 2 cái điểm khác nhau. Cái điểm khác nhau về đối tượng và các điểm khác nhau về các suy nghĩ đi kèm. Do có nhiều cái dạng lo âu nên trong bài thì thầy chỉ nhắc tới 3 cái dạng lo âu chủ yếu, đó là rối loạn lo âu lan tỏa hay còn gọi là CAD, rối loạn loạn hoảng loạn và sợ chuyên biệt. Thì sau đây thì mình sẽ trình bày tiếp về cái 5 cái điểm chung về rối loạn lo âu. Thì là có rất nhiều rối loạn lo âu, nhưng mà thầy sẽ tóm lại cho mình biết trong bài là có 5 điểm chung thôi theo DSM-5. Điểm chung thứ nhất là về thời gian, thì tất cả các dạng này đều kéo dài
và điển hình thì nó trên 6 tháng. Thứ hai về mức độ thì là đều phải có cái cường độ quá mức, khó kiểm soát so với mối đe dọa thực tế. Thứ ba là hậu quả, thì tất cả những cái rối loạn đau đau này đều gây cái hậu quả là đau khổ, khó chịu, và cái cảm giác đau khổ khó chịu đó nó nằm ở bên trong, mang tính chất chủ quan, và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng xã hội. Về thứ tư là cái loại trừ, thì khi mà đọc theo tiêu chuẩn chuẩn đoán DSM-5 á, thì loại trừ thứ nhất á, chúng ta phải loại trừ về xem là các triệu chứng này, cái người mà đang người mà mình đang theo chuẩn đoán á, có sử dụng chất thuốc hay mắc các bệnh lý y khoa nào không. Tại vì khi sử dụng chất thuốc hoặc là mắc các bệnh lý y khoa thì cũng có những cái triệu chứng này. Về loại trừ thứ hai á, chúng ta phải xét đến là người đó có đang mắc các rối loạn tâm thần khác hay không. Đó là năm cái điểm chung của rối loạn lo âu. Về điểm riêng thì do có nhiều cái rối loạn quá, nhưng mà học có ba cái rối loạn thôi, thì mình sẽ nói cho các bạn biết về ba cái điểm riêng của ba cái rối loạn này. Thì thứ nhất là về rối loạn lo âu lan tỏa, GAD, thì là đặc trưng là lo nhiều vấn đề, cái đối tượng lo là nhiều vấn đề, kéo dài trên 6 tháng. Còn rối loạn hoảng loạn, cái đối tượng của nó là không có đối tượng cụ thể, bất ngờ, lặp đi lặp lại và dâng lên một cách đột ngột. Về sợ chuyên biệt á, thì là các đối tượng của nó là những đối tượng và tình huống rất cụ thể. Về theo rối loạn lo âu lan tỏa thì chúng ta xét tới là nó có những cái đặc điểm là khó kiểm soát, có những cái triệu chứng, 3 trong 6 cái triệu chứng như sau, đó là bực bội, cáu gắt, bồn chồn, bức rứt, căng cơ, mệt mỏi, mất ngủ, mất tập trung. Về rối loạn hoảng loạn á, thì nó có 4 trên 13 triệu chứng, thì do nhiều quá nên là có thể là các bạn tham khảo ở trong slide của thầy 13 triệu chứng đó. Thì cái điểm thứ hai của rối loạn hoảng loạn á, là nó gây ra lo âu ngoài cơn và hành vi thích nghi, giống như là mình biết được cái lo đó, bởi vậy mình tránh né cái nỗi lo đó, và cái tình trạng này phải diễn ra ít nhất là 1 tháng. Về sợ chuyên biệt á, thì chúng ta phải thấy rằng là khi tiếp xúc với những đối tượng và tình huống cụ thể, chúng ta xuất hiện ra nỗi lo ngay lập tức và sợ ngay lập tức. Chúng ta có hành vi chủ động né tránh hoặc là chịu đựng nó. Thì cái thời gian nó kéo dài trên 6 tháng. Đây là những cái điểm mà phân biệt giữa ba cái dạng rối loạn chủ yếu này. Thì bây giờ chị Phượng cho em qua cái slide. Thì bây giờ mình qua cái phần nguyên nhân của lo âu và sợ hãi. Thì theo bạn thơ thì bạn nói thứ nhất là nguồn gốc của sợ hãi là hạch hạnh nhân, con đường glutamate, con đường gấp 3. Thứ hai là CSTC là nguồn gốc của lo âu. Thứ ba là chất dẫn truyền thần kinh là serotonin, dopamine, NE, gấp 3 và glutamate. Nó là cái chất, thì nó cũng là một cái, cũng rất là đúng trong cái bài thuyết trình của mình rồi. Nhưng mà bây giờ hãy qua bài thuyết trình để mình nói cho nó rõ hơn về cái ý của thơ. Thì thứ nhất á, là mình sẽ xin trình bày về là nguyên nhân của sợ hãi. Các bạn nhớ là sợ hãi. Thì sợ hãi thì theo như á, mọi người biết á, là nó là có trước tiên và nó có trước tiên mà nó phụ thuộc và nói chung là liên quan tới giống nòi, là có trên con đường tiến hóa thì nó phải có cái gì ghi nhớ vào thì nó mới sợ. Thì bắt đầu mình sẽ giải thích về con đường hình thành cái nỗi sợ, thì là thông qua các nguy hiểm, các thông tin nguy hiểm thông qua giác quan, thì nó sẽ đi vào hạch hạnh nhân qua chuỗi neuron glutamate, sau đó sẽ kích hoạt hạch hạnh nhân
rồi kích hoạt chuỗi phản ứng sợ ở các phần khác của vỏ não, thì cái chuỗi neuron glutamate mà từ hạch hạnh nhân mà đi tới các phần khác của vỏ não á, thì khi mà cái nỗi sợ của mình càng lớn thì chuỗi này càng mạnh và lưu trữ càng dài lâu. Chính vì vậy là khi mà nỗi sợ được hình thành, mà nếu mà nỗi sợ nhiều thì cái chuỗi này nó sẽ hằn sâu lên trong não và chúng ta sẽ ghi nhớ rất là lâu, rất là dai. Và cũng giải thích thêm về cái nỗi sợ, thì nguyên nhân của sợ thì nó bắt nguồn, thì khi con đường mà kích hoạt nỗi sợ được hình thành thì nó được ghi vào não dưới dạng những ký ức và trải nghiệm gây sợ. Khi mà môi trường có những đối tượng gây sợ đã được mã hóa đó thì lập tức kích hoạt hạch hạnh nhân gây ra phản ứng sợ và không cần phải thông qua vỏ não. Chính vì không cần thông qua vỏ não nên phản ứng này rất là nhanh và mạnh. Chị Phượng cho em qua cái slide. Thì về mình xin trình bày tiếp về điều trị sợ hãi. Thì điều trị do là nỗi sợ là sự dựa trên ký ức và trải nghiệm đã được hình thành trong quá khứ, nên khắc phục nó cũng phải bắt đầu từ điểm mấu chốt này. Điều trị thứ nhất có một cách dễ dàng để mà mà khắc phục được nó là khi chúng ta thấy cái đối tượng và hiện tượng mà gây ra chúng ta sợ thì chúng ta né tránh nó đi, ta tạo ra một môi trường an toàn để không phải tiếp xúc với nó thì chúng ta không sợ. Đó là dĩ nhiên, nhưng mà cách này rất là dễ dàng, nhưng cuộc đời mà đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta phải bị va vấp, chúng ta phải gặp biến cố để tiếp xúc với lại những cái mối lo sợ hãi đó. Thì bây giờ bằng cách nào để giảm được nó? Thì có một cái cách thứ hai khó hơn, đó là bằng liệu pháp phơi nhiễm, là tập cho cơ thể thích nghi dần với môi trường và gây sợ bằng cách lặp đi lặp lại các kích thích gây sợ, nhưng phải trong không gian an toàn mà cơ thể có thể chịu đựng được. Thì dần dần vỏ não sẽ hiểu được và hồi hải mã cũng sẽ nhớ được điều này, và là nó không gây nguy hiểm, và bắt đầu là sẽ ức chế dần cái con đường glutamate tạo ra cái con đường tạo ra cái neuron GABA để giảm bớt cái sự sợ hãi. Tiếp theo mình xin trình bày về nguyên nhân của lo âu. Thì lo âu á thì nó chủ yếu là do trong não đã hình thành cái vòng lặp CSTC. Cái vòng lặp CSTC này á là bắt nguồn từ corticol, striatum và thalamus. Viết tắt là CSTC. Thì vòng lặp này nó bắt nguồn từ việc xử lý không hiệu quả các thông tin. Do chúng ta không xử lý những hiệu quả thông tin nên chúng ta có cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, tạo cảm giác lo. Cái đó là bắt nguồn của cái lo. Nhưng khi mà có cái vòng lặp này rồi thì chúng ta sẽ luôn trong cái trạng thái, do là nó mơ hồ và không rõ ràng, nhưng chúng ta luôn suy nghĩ về nó, nên nó cứ lòng vòng lẫn quẩn và chúng ta không thể thoát nó ra được. Chính vì vậy cái nỗi lo càng ngày nó lại càng tăng, do chúng ta không thoát ra được cái vòng lặp CSTC này. Về điều trị về lo âu thì có hai con đường để điều trị về lo âu. Điều trị con đường thứ nhất là về tâm lý, thì giống như là tập thể dục, thư giãn, nhận thức, hành vi, CBT hoặc là thiền để giảm bớt được những cái suy nghĩ tới những cái vòng lặp CSTC gây ra lo âu. Còn nếu mà các bệnh nhân mà nặng thì phải dùng tới thuốc, thì dùng tới con đường sinh học là tác động trực tiếp lên chất dẫn truyền thần kinh. Có 6 chất dẫn truyền thần kinh, đó là serotonin, NE, dopamine, GABA, glutamate, cortisol.
Thì bây giờ nói về con đường sinh học và chất dẫn truyền thần kinh á, thì mình sẽ nói tới thuốc. Chị Phượng ơi, cho em qua cái slide về thuốc để trị, về điều trị về lo âu á, thì có hai nhóm thuốc. Nhóm thứ nhất là nhóm SSRI, nhóm này được gọi là nhóm thuốc ức chế hấp thu chọn lọc serotonin. Nó có tác dụng là tăng serotonin ở khe synapse và hiệu quả của nó là 4 đến 6 tuần sau khi sử dụng và không gây nghiện. Đó là ưu điểm của nó, là không gây nghiện. Nhưng mà nó có tác dụng chậm là sau 4 đến 6 tuần. Và theo như khuyến cáo của bác sĩ thì thời gian duy trì thuốc này cũng không được lâu, chỉ trong vòng 1 năm. Có một loại nhóm thuốc thứ hai, đó là nhóm benzodiazepine, viết tắt là BZD, thì nó có tác động trực tiếp lên hệ GABA 3, tác dụng mang tính chất ức chế. Thì chính vì vậy mà nó có hiệu quả tức thì, nhưng nó có một cái hại, đó là gây nghiện. Nên trường hợp thuốc này chỉ được dùng ít nhất trong 4 tuần để tránh gây nghiện. Và sau đây mình xin hết phần trình bày, đã đến phần chị Phượng. Mọi người chờ xíu, tại vì mình về đây để mình đọc lại xem các bạn nè. Cái phần trầm cảm, ok, bạn Yến, bạn có liệt kê về phần trầm cảm. Vì ta nguyên nhân và hỗ trợ của nhận diện và chẩn đoán. Chỗ nào ta? Hình như là không có bạn nào làm phần nhận diện và chẩn đoán của phần trầm cảm thì phải. Chỉ có mỗi nguyên nhân và hỗ trợ là vì những ký ức tuổi thơ này, vì ta có những kinh câu chuyện tuổi thơ khác nhau. Rồi thứ hai là tâm lý sinh học xã hội kết hợp hoàn toàn diện để bệnh nhân không bị bỏ lỡ cơ hội được điều trị khỏi bệnh. Đây chắc là bạn muốn nói về cái cách hỗ trợ. Thứ ba nữa là tỷ lệ đáp ứng với đại thuốc, tức là 33% đáp ứng, 33% đáp ứng một phần và 33% không đáp ứng được. Vậy nếu vậy thì mình sẽ trình bày lại toàn bộ cái phần nguyên nhân nhận diện và chẩn đoán của trầm cảm và những cái phần ý chính trong cái phần nguyên nhân của trầm cảm nhé. Hình như là cái slide lúc chiếu này thì cái lúc mà mình next slide á, thì từ cái lúc mình trên màn hình của mình đã nhảy rồi, nhưng mà mọi người nhìn thì nó bị chậm hơn một chút. Nên nếu khi mà mình nhìn trực tiếp này mà mình nói có hơi nhanh thì mọi người nhớ ới lên để mình biết. Nhiều khi là slide nó chưa kịp đến mà. Rồi, trầm cảm. Trầm cảm thì trong bài trầm cảm chúng ta học về bao nhiêu phân loại của trầm cảm, mình học bao nhiêu loại, có tất cả là 8 loại. Tất cả những cái loại này có một cái đặc điểm chung là nó đều có từ rối loạn đầu tiên. Thứ nhất là rối loạn trầm cảm chủ yếu, rối loạn trầm cảm dai dẳng, rối loạn điều hòa khí sắc kiểu bùng nổ, rối loạn khí sắc liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn trầm cảm liên quan đến chất và thuốc, rối loạn trầm cảm do tình trạng y khoa khác, rối loạn trầm cảm chuyên biệt khác và rối loạn trầm cảm không chuyên biệt. Mặc dù có 8 loại trầm cảm như thế này thì về định nghĩa và về đặc trưng thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, nhưng mà còn phạm vi trong học ở trên lớp mà thầy đã dạy thì chúng ta sẽ chỉ học cái loại rối loạn trầm cảm cơ bản nhất, và từ đó là mình sẽ hiểu được cái loại này thì mình sẽ học, mình có thể có cái nền để học thêm những loại khác. Đấy là rối loạn trầm cảm chủ yếu. Và 8 cái loại này giống và khác nhau như thế nào? Điểm giống đầu tiên á và cơ bản nhất của trầm cảm đấy là sự hiện diện tâm trạng buồn bã, trống rỗng hoặc cáu kỉnh kèm theo những thay đổi về thể chất và nhận thức, ảnh hưởng đáng kể đến thời gian hoạt động cá nhân. Còn những điểm khác thì nó khác nhau ở 3 điểm: khác nhau về thời gian rối loạn, thứ hai là thời điểm phát sinh rối loạn, và thứ ba là tác nhân gây ra rối loạn. Khi mà mình đi đến rối loạn trầm cảm chủ yếu thì rối loạn trầm cảm chủ yếu nó sẽ đặc trưng bởi những giai đoạn trầm cảm chủ yếu kèm theo với hai loại trừ. Loại trừ thứ nhất là giai đoạn trầm cảm chủ yếu không được giải thích tốt hơn bởi rối loạn phân liệt cảm xúc, tâm thần phân liệt
rối loạn dạng phân liệt, rối loạn hoang tưởng hoặc phổ phân liệt hoặc không chuyên biệt khác hoặc rối loạn loạn thần khác. Loại trừ thứ hai là chưa từng ghi nhận giai đoạn hương cảm hoặc hương cảm nhẹ. Ở đây có một cái lưu ý là khi mà bệnh nhân nói rằng là bệnh nhân có hương cảm và hương cảm nhẹ thì mình phải hỏi bệnh nhân là có sử dụng thuốc khi đó không. Tức là nếu như một người mà có đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí của giai đoạn trầm cảm chủ yếu, đáp ứng được cái tiêu chí loại trừ thứ nhất nhưng mà người ta có hương cảm và cái hương cảm đấy là do dùng thuốc thì mình cái trường hợp đấy người ta vẫn được chẩn đoán là rối loạn trầm cảm chủ yếu. Rồi đi về cái rối loạn cái đặc trưng của rối loạn trầm cảm chủ yếu, tức là những cái giai đoạn trầm cảm chủ yếu, thì để thỏa mãn cái giai đoạn trầm cảm chủ yếu, tiêu chuẩn của nó là cái gì? Theo DSM-5 thì nó cần đáp ứng ít nhất là 5 trên 9 triệu chứng. Về mặt thời gian nó sẽ phải kéo dài trên 2 tuần và gây sự thay đổi so với chức năng trước đó. Đặc biệt là nó phải có ít nhất một trong hai triệu chứng cơ bản. Thứ nhất là khí thất trầm, thứ hai là mất hứng thú. Ở đây có một cái câu hỏi là vậy một cái người mà không có triệu chứng buồn, tức là người ta không có buồn, không khóc lóc, thì người ta có khả năng bị trầm cảm hay không? Thì cái đáp án của nó là người ta vẫn có khả năng trầm cảm. Vì đây là nó thuộc cái trường hợp thứ hai là mất hứng thú. Và theo như tài liệu mà mình đọc của bên theo như tài liệu của mình đọc ở trên DSM-5 ấy, thì ở những cái người trẻ tuổi thì nó có cái biểu hiện của cái việc là ở trong cái triệu chứng mất hứng thú này thì nó có cái biểu hiện bên ngoài của nó khá nhiều, đó là cái sự mà cáu giận và căng thẳng, tức là bực tức mà khó kiểm soát được. Thay vì cái việc là người ta buồn khóc đi thì người ta sẽ là cái sự mất hứng thú và sự bực bội khó kiểm soát được. Tiêu chí B là những triệu chứng này phải gây suy giảm đáng kể chức năng về mặt xã hội, mặt công việc và những chức năng quan trọng khác. C là giai đoạn này không phải do ảnh hưởng của chất thuốc và những tình trạng y khoa khác. Rối loạn trầm cảm chủ yếu còn 9 triệu chứng của nó thì mọi người có thể đọc lướt qua ở đây. Triệu chứng thứ nhất là về khí sắc, là khí sắc trầm. Thứ hai là mất hứng thú. Hai cái triệu chứng này nó đều là gần như cả ngày và tất cả mọi ngày trong giai đoạn trầm cảm chủ yếu. Tức là khi mà bệnh nhân ở trong cái giai đoạn 2 tuần, ít nhất 2 tuần đó, thì cái ngày thì ngày nào trong số đấy và gần như cả ngày hôm đấy mọi bệnh nhân đều phải có những cái tiêu chí này. Tiêu chí thứ ba là về ăn, tức là đa phần nó sẽ là giảm cảm giác ngon miệng và nó dẫn đến sụt cân không đáng kể không do ăn kiêng, thì tỷ lệ không sụt cân đáng kể, sụt cân đáng kể người ta sẽ được đánh giá theo cái tiêu chí là sụt cân trên 5% trong một tháng. Còn cái trường hợp mà tăng cảm giác ngon miệng thì đây là cái trường hợp mà hiếm nhé bạn. Các bạn tức là trường hợp mà nó hơi khác biệt. Hoặc là ví dụ như là trường hợp ngủ cũng thế, ngủ nhiều cũng vậy. Vừa nãy mình có cái câu hỏi ngủ nhiều ở trong cái rối loạn lưỡng cực. Đây câu số 4 là mất ngủ hoặc ngủ nhiều. Số 5 là về hành vi thì sẽ là hành vi kích hoạt kích động tâm thần vận động hoặc là giảm vận động. Thì cái người trầm cảm thì đa phần cái số về mặt thống kê số đông thì người ta vẫn luôn ở cái trạng thái mà khí sắc trầm, giảm vận động, rồi mất ngủ và sụt cân và giảm cảm giác ngon miệng thì sẽ nhiều hơn. Còn cái chiều hướng ngược lại thì nó sẽ ít hơn. Triệu chứng số 6 là mệt mỏi và mất năng lượng. Triệu chứng số 7 khó tập trung, mất khả năng quyết đoán. Số 8 suy nghĩ về bản thân, tức là những cái suy nghĩ về tự ti hoặc là suy nghĩ tội lỗi. Số 9 là suy nghĩ về cái chết. Suy nghĩ về cái chết thì nó sẽ có những cái cấp độ là lên kế hoạch, nghĩ về cái chết, xong rồi lên kế hoạch và cái bước thực hiện. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ tổng hợp lại, mình kết nối lại kiến thức của bài trầm cảm với lại cái bài số 2, triệu chứng tâm lý học trong lòng bàn tay. Thì ở đây mình thấy rằng là rối loạn trầm cảm chủ yếu là một loại rối loạn về mặt khí sắc. Trong cái rối loạn trầm cảm chủ yếu đặc trưng bởi những giai đoạn trầm cảm chủ yếu thì cái giai đoạn trầm cảm chủ yếu này nó sẽ được tính là một hội chứng.
trong hội chứng của nhiều những cái triệu chứng nhỏ, ví dụ như là khí sắc trần. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ liên kết bài trầm cảm và bài các công cụ đánh giá. Thì trong cái bộ môn, trong cái rối loạn trầm cảm thì người ta sẽ sử dụng cái công cụ là DSM-5, bộ tiêu chuẩn chẩn đoán, hoặc là PQH-9, thang đo tâm trắc. Mọi người lưu ý rằng là cái thang đo tâm trắc này là một cái công cụ mang tính chất là tầm soát và hỗ trợ. Cho nên nếu như mà một người thỏa mãn cái, tức là một người mà xét theo cái thang đo tâm trắc này có cái kết quả điểm tương ứng với lại mức độ trầm cảm, thì không có nghĩa, không thể khẳng định là 100% là người ta sẽ bị trầm cảm, mà đây chỉ là có khả năng họ bị trầm cảm và mình vẫn cần phải tiếp xúc với bệnh nhân và cần phải thăm khám lâm sàng trực tiếp. Rồi, đến nguyên nhân và hỗ trợ thì thứ nhất là yếu tố gây nên trầm cảm. Ở đây mình lại tiếp tục quay về lại cái mô hình sinh tâm xã của bài 1, tức là trầm cảm, cái yếu tố ảnh hưởng đến nó không chỉ bao gồm yếu tố sinh học mà nó sẽ còn có cả yếu tố tâm lý và xã hội. Về cái nguyên nhân hỗ trợ và có 4 giả thiết nguyên nhân. Vậy thì cái căn cứ là vì sao mà người ta lại có 4 giả thiết nguyên nhân như thế này? Đầu tiên á, thì người ta nhìn từ triệu chứng của trầm cảm. Các bạn thấy là những cái triệu chứng về khí sắc, về ăn, về ngủ, về hành vi, về suy nghĩ thì tương ứng với lại mỗi một cái hoạt động đấy thì nó sẽ có một cái chung khu khác nhau ở trên não, nó phụ trách cái phần đó. Và người ta có một cái giả thiết rằng là cái chung khu đấy nó đang bị kích hoạt quá mức, hoặc là nó đang bị kiểu như kém hoạt động, nó dẫn đến những cái triệu chứng đó. Và họ hiểu rằng là và cái giả thuyết đó có nghĩa là trầm cảm đến từ cái việc là một cái chung khu nào đó nó đang bị kém hoạt động hoặc kích hoạt quá mức, và chủ yếu nó sẽ là kém hoạt động, nó sẽ đến nhiều hơn. Thì cái giả thiết đấy nó sẽ liên quan đến cái giả thiết số 1 và giả thiết số 2. Tức là giả thiết số 1, kém hoạt động do sự mất cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh, tức là mất cân bằng giữa sự thiếu hụt của các monoamin và receptor và ảnh hưởng và thay đổi của receptor. Giả thiết thứ 2 là tức là các cái neuron thần kinh á, nó sẽ kết nối với nhau không được tốt, nó kém hoạt động do cái chất dẫn truyền thần kinh và receptor nó mất cân bằng, nên nó khiến cái người đấy sẽ hai cái neuron đấy nó sẽ không kết nối với nhau được tốt. Giả thiết thứ hai là nó thiếu BDNF và nó gây teo não, tức là bản chất là những cái neuron thần kinh đấy nó bị thiếu chất dinh dưỡng và nó sẽ bị teo lại, hoặc là thậm chí là nó sẽ dẫn đến cái trường hợp mà tự sát, tức là nó sẽ bị mất đi á. Thì mình đi cụ thể hơn về cái giả thiết số 1 và số 2 trước. Số 1 thì về monoamin và receptor. Trong trầm cảm thì người ta dự đoán là cái monoamin sẽ ảnh hưởng đến, thì nó sẽ bao gồm là serotonin, noradrenaline, dopamine. Cái acid amin được đánh giá là có tác động nhiều nhất ở trong trầm cảm, đó là serotonin. Tuy nhiên vì hai cái lý do là có sự tương tác điều hòa qua lại giữa các monoamin và sự trùng lắp của các chức năng, nên người ta nói rằng là serotonin không phải là acid monoamin duy nhất ảnh hưởng đến vùng chức năng liên quan đến trầm cảm. Về cái câu chuyện về mất cân bằng giữa monoamin và receptor, thứ nhất là ở một người bình thường thì cái monoamin và receptor nó sẽ cân bằng với nhau và có khá nhiều như này. Ở cái hình thứ hai ở chính giữa, người trầm cảm bị thiếu hụt monoamin. Đấy. Sau khi mà thiếu hụt monoamin này, nó dẫn đến cái hình số 3 là cơ thể con người để đáp ứng với lại cái tình trạng bị thiếu hụt monoamin này thì nó sẽ điều chỉnh để tăng receptor lên cả về số lượng và chất lượng. Số lượng và chất lượng tức là cái số lượng của receptor á, ở phía bên phải ở trong cái hình hình tròn 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 á, cái hình mà có cái vòng á,
thì số lượng này nó đang tăng lên. Thứ hai, chất lượng là cái sự hoạt động của nó cũng sẽ hoạt động mạnh hơn. Và trong cái hình này, nếu các bạn có thể để ý thấy là nó có một cái chỗ mà có chữ E, cái chữ E ở trên, mình đang khoanh quanh cái chỗ chữ E ở chỗ này này. Đấy là những cái enzyme phá hủy những cái acid amin. Còn cái vòng vòng ở bên dưới này, vòng vòng ở bên dưới này thì nó sẽ là cái monoamin G-tapach pump, tức là cái khóa monoamin. Rồi, tức là cái khi mà một cái người ta dùng thuốc thì nó sẽ giúp cho cái, đầu tiên là thuốc thì sẽ giúp cho cái số lượng monoamin tăng về mức bình thường. Tuy nhiên rằng là nó có một cái tác dụng phụ trong cái thời gian đầu khi mới sử dụng. Đấy là trong các cái receptor của cơ thể nó đang bị tăng lên nhiều hơn, nó đang bị tăng lên và nó chưa có sụt giảm về á, thì các cái monoamin tăng lên, ví dụ như là trường hợp là của serotonin đi, nó không chỉ đáp ứng với lại cái thụ thể 5HT1 là cái thụ thể mà người ta sẽ mong muốn, tức là cái thụ thể mà mình mong muốn là nó sẽ đáp ứng với 5HT1, thì nó không chỉ đáp ứng với 5HT1 mà sẽ còn đáp ứng với lại những cái thụ thể không mong muốn khác, như là 5HT2A, 5HT2C và 5HT3, dẫn đến những cái tác dụng phụ khi mà serotonin đáp ứng với những cái thụ thể này, ví dụ như là về chuyện sinh lý, về chuyện tình dục, chuyện ăn uống các thứ. Và sau một thời gian dùng thuốc thì receptor giảm về mức bình thường, tức là sau, thông thường là khoảng sau 4 đến 6 tuần thì các tác dụng phụ nó mới đầu đi vào ổn định và tác dụng phụ nó mới giảm xuống. Rồi về cái giả thiết thứ hai là giả thiết mà thiếu BDNF. Vậy tại sao thiếu BDNF thì lại bị teo não? Tại vì BDNF nó có tác dụng giúp để tạo ra neuron thần kinh. Thứ hai là tác dụng duy trì các neuron thần kinh. Và thứ ba là nó giúp kết nối giữa các neuron thần kinh với nhau. Cho nên khi bị thiếu BDNF thì nó sẽ khiến mà neuron thần kinh nó bị teo đi. Nó có thể là bị mất những cái khe synapse kết nối giữa các neuron với nhau, hoặc là các synapse kết nối bị kém hiệu quả. Rồi sau cùng là các neuron thần kinh bị kích hoạt chu trình tự sát, giống như là một cái cây không được tưới nước lâu dài á, thì nó sẽ đi về cái đoạn là cái cây xong có cái dao bên cạnh. BDNF, vậy là cái sự thiếu hụt BDNF, về cái nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt BDNF thì các nhà khoa học đang giải thích theo hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là stress. Khi stress thì cơ thể nó sẽ tắt cơ chế sản sinh ra protein và từ đó nó khiến nó bị thiếu BDNF. Nguyên nhân thứ hai được giải thích là do cơ thể bị thiếu monoamin. Đây, cái vòng mình có vẽ lại cái vòng xoáy của BDNF và teo não. Đầu tiên nó bắt đầu từ stress kéo dài. Stress kéo dài, cơ thể thiếu BDNF. Vì cơ thể thiếu BDNF nên hồi hải mã bị teo. Và hồi hải mã bị teo thì sẽ không thể ức chế được cái HPA. Và cái HPA không ức chế được, nó khiến cho cái lượng cortisol của tuyến thượng thận á, nó phát ra, nó bị tăng cao lên. Mà khi mà cortisol tăng cao thì stress lại tiếp tục kéo dài. Nó là một cái vòng lặp mà vòng lặp ấy, nó là cái vòng lặp gọi vòng xoáy như thế này và nó sẽ không có kết thúc được. Rồi còn hai cái yếu tố khác nữa, là hai cái giả thiết sau nữa là giả thiết về sang chấn và quá khứ và giả thiết về gen. Hai cái giả thiết này nó đến từ cái câu chuyện là tại sao mà có những cái người mà có vẻ như là người ta đáp ứng với lại trầm cảm, tức là ý là người ta khả năng đáp ứng với stress của họ kém hơn những người khác, có vẻ là họ dễ bị trầm cảm hơn. Vậy thì vì sao? Nguyên nhân giả thiết đầu tiên nó sẽ là vì người ta đã từng có cái câu chuyện về sang chấn. Có ba cái bộ phận chức năng, ba vùng chức năng trong cơ thể nó ảnh hưởng đến
nó ảnh hưởng rất là lớn đấy là đến trầm cảm. Đó là vỏ não trước trán, hạnh hạch nhân và hồi hải mã. Ở một cái con đường nhanh tức là khi mà cái cảm xúc nó dâng đến đột ngột và nhanh chóng thì chỉ có hạnh hạch nhân, nó sẽ chỉ có hạnh hạch nhân và hồi hải mã tham gia vào cái hoạt động điều tiết cơ thể. Còn ở cái con đường chậm, tức là ở một người bình thường thì người ta sẽ dừng lại, người ta sẽ dùng cái vỏ não trước trán này này, nó sẽ đóng cái vai trò gọi là kiểm soát xem là có cần phải kích hoạt hạnh hạch nhân hay không. Ở cái người mà đã bị sang chấn ấy, ở những cái người mà bị sang chấn thì có nghĩa rằng là hạch hạnh nhân của họ bị kích hoạt quá mức. Tức khi mà hạnh nhân bị kích hoạt quá mức thì ngay lập tức nó sẽ dẫn đến cái con đường nhanh nó bị kích hoạt. Và đồng thời sang chấn cũng khiến cho cái vỏ não trước trán. Sang chấn ở đây các bạn hiểu là cái việc mà đối đầu với stress lâu dài đi. Đấy. Đối đầu lâu dài lặp đi lặp lại. Sang chấn cũng khiến vỏ não trước trán và hồi hải mã bị teo. Vì vỏ não trước trán và hồi hải mã bị teo cho nên con đường chậm nó sẽ trở nên yếu ớt. Đồng thời khi mà vỏ não trước trán bị teo thì cái tháp canh MPFC tức là cái vỏ não giữa trước trán ấy, nó hoạt động kém hiệu quả. Cái vùng này nó có cái chức năng là tách biệt một cái sự kiện, đó là sự kiện hiện tại hay quá khứ. Khi MPFC kém hiệu quả thì cái người đấy, người trầm cảm bị khó tách biệt được cái sự kiện hiện tại với quá khứ. Và cái điều này nó lại cũng đồng thời nó cũng dẫn đến cái con đường chậm, nó góp phần tạo cho ra cái kết quả là con đường chậm trở nên yếu ớt. Rủi ro khó đáp ứng với lại stress, đây mình có phân chia theo cái tỷ lệ từ thấp, trung bình và cao. Thứ nhất là những người lớn lên với tuổi thơ có một chút stress thì do stress vừa phải thì có khả năng làm tăng dung nạp stress và hồi phục. Cho nên là cái rủi ro khó đáp ứng với stress của người ta là cái nhóm này được đánh giá là thấp nhất. Nhóm trung bình là nhóm có tuổi thơ êm đềm vì nhóm này thiếu kinh nghiệm đối phó với stress. Và nhóm cao nhất là nhóm có tuổi thơ bất hạnh. Nhóm này nó dẫn đến một cái hệ quả là hết sức nhạy cảm với stress. Giả thiết số 4 là về gen và môi trường. Khi mà trong gen thì có cái dạng là về SRT, thai S hoặc là thai L. Đối với những cái người mà có SRT thai S thì serotonin transporter á, cái serotonin transporter nó hoạt động quá mạnh, nó dẫn đến cái việc mà cơ thể bị thiếu serotonin. Cho nên là những cái người này người ta sẽ bẩm sinh ra là nhạy cảm với stress hơn người khác. Đồng thời là cái nhóm này nó cũng sẽ khó đáp ứng với lại cái thuốc của SS, khó đáp ứng với lại thuốc tái hấp thu có chọn lọc serotonin hơn. Còn về cơ bản thì mọi người sẽ nhớ rằng là không ai bẩm sinh bị trầm cảm. Chỉ có cái việc là cái người đó nó có nhạy cảm với stress hay là không nhạy cảm với stress, cái mức độ nhạy cảm của mỗi người nó khác nhau. Điều trị trầm cảm thì cũng giống như cái phần lo âu thì mình cũng nhắc đến hai con đường là con đường sinh học và con đường dẫn truyền thần kinh. Rồi về con đường sinh học thì mình sẽ quay ngược lại cái câu chuyện về giả thiết, về các cái giả thiết về nguyên nhân. Đầu tiên là về giả thiết về monoamine và receptor, tức là serotonin. Cái lượng serotonin mình cứ coi như là cái lượng thức ăn đi. Ở đây là lượng thức ăn của receptor đi. Cái lượng thức ăn ở người trầm cảm, cái lượng thức ăn đã ít rồi, xong rồi nó còn bị cái
nó còn bị tác động của những cái phải san sẻ với những cái bạn khác, ví dụ như cái MAO ấy, tức là cái enzyme tiêu hủy các chất dẫn đường truyền từ kênh này, xong rồi còn có một cái bơm, có một cái bơm mà như kiểu là nó sẽ hấp thu, nó tái hấp thu lại những cái serotonin ở trong khe synapse về cái khe synapse ở đằng trước, cái tiền synapse á, cái tiền synapse. Cho nên là từ đây nó sẽ có ba nhóm, vì vậy họ nghĩ ra ba phương án với ba nhóm, với ba phương án khác nhau để tăng cái để tăng lượng serotonin trong cơ thể. Thứ nhất là người ta nghĩ đến cái nghiên cứu ra, cái sáng chế ra là cái nhóm thuốc, là nhóm thuốc để ức chế cái enzyme MAO này. Thứ hai là cái nhóm thuốc mà tái hấp chế, nhóm thuốc mà gọi là SSRI, tức là tái hấp thu có chọn lọc, ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin. Và cái nhóm thuốc thứ ba là nhóm thuốc mà ức chế những cái receptor ấy, receptor không liên quan đến receptor, ví dụ như là 5H2A ấy. Thì các bạn có thể thấy tên của ba cái nhóm ở đây. Nhóm thứ nhất là nhóm ức chế enzyme phân hủy MAOIS này, nhóm thuốc ức chế tái hấp thu này, SRIS này, thuốc ức chế thụ thể TCA này. Thì trong ba cái nhóm này thì nhóm thuốc đầu tay được sử dụng nó sẽ là thuốc ức chế tái hấp thu SRI, tại vì cái tác dụng phụ của nó là ít nhất. Nó còn có một nhóm nữa là cái nhóm ketamine, vì cái nhóm này có tác dụng là giảm giải phóng glutamate. Cái thuốc này thì người ta cho rằng là khi cái kết quả nghiên cứu cho rằng là nó có tác dụng khá nhanh đối với những cái bệnh nhân, để giúp giảm cái ý định ở những cái bệnh nhân mà đang có ý muốn tự sát. Nhưng mà những cái bằng chứng khoa học hoặc là những cái nghiên cứu về cái thuốc này nó vẫn chưa có đầy đủ bằng những cái thuốc bên trên. Và cuối cùng là những cái nhóm thuốc bổ khác, ví dụ như là D3, omega 3, acid folic. Về con đường tâm lý thì mình có thể cân nhắc đến là cái trường hợp mà trầm cảm theo mùa thì có thể dùng cái liệu pháp giống như kiểu là liệu pháp ánh sáng, tức là cho tiếp xúc với lại cái ánh nắng mặt trời. Rồi, liệu pháp tâm lý như là CBT, IPT hoặc là mindfulness thiền. Trong mindfulness này thì mindfulness thiền này sẽ giúp cho cái tháp canh MPFC á, cái tháp canh ở trong cái giả thiết số 2 của BDNF á, ở cái vùng vỏ não á, thì cái tháp canh đấy nó sẽ giúp cho cái tháp canh đấy hoạt động hiệu quả hơn. Tiếp theo nữa là đến bài loạn thần, thì sẽ là bạn Bích Phượng nhóm mình. Bạn sẽ giải thích tiếp. Cảm ơn Hoa Phượng nha. Hoa Phượng chiếu slide giùm Phượng với. Mình sẽ ôm cùng với các bạn là bài loạn thần, thì có hai phần là phần nhận diện chuẩn đoán và phần nguyên nhân hỗ trợ. Thì phần nhận diện chẩn đoán á, thì Nhân có nhắc tới là ba ý chính của nhận diện loạn thần. Ý thứ nhất là triệu chứng dương tính âm tính trong tiền triệu toàn phát dư chấn. Ý thứ hai là do gen và môi trường. Cái ý thứ hai này là không phải là trong bài chẩn đoán đâu nha Nhân. Đây là trong bài nguyên nhân và hỗ trợ. Thì bạn ghi ba ý mà mới có hai ý à. Nhân có muốn bổ sung môn nhau hay là mình vô ôm luôn? Nhân ơi. À rồi, ý thứ ba là thống kê dự đoán tiên liệu. Rồi ok, cảm ơn bạn Nhân nha. À thiếu ý nữa, thêm luôn. Bây giờ mình sẽ vô bài ha. Thì đầu tiên á, là cái loạn thần.
Thì loạn thần á, thì theo phân loại của DSM-5 á, thì sẽ chia thành có 7 nhóm. Thì nhóm đầu tiên là rối loạn hoang tưởng, rồi rối loạn loạn thần cấp, rối loạn dạng phân liệt, tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc, rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất hoặc thuốc, rồi rối loạn loạn thần do các tình trạng y khoa khác. Thì ở cái bài loạn thần á, thì mình sẽ tập trung và tìm hiểu nhiều về cái tâm thần phân liệt. Mình qua slide giúp Phụ nha. Thì cái loạn thần á, thì nó là tên gọi chung cho một nhóm các triệu chứng sai lệch, cái sai lệch tri giác, nhận thức thực tại méo mó. Ở cái loạn thần thì người bị bệnh này sẽ mất khả năng xác nhận thực tại khách quan, có những cái biểu hiện đặc trưng như là hoang tưởng nè, ảo giác, ngôn ngữ vô tổ chức, hành vi vô tổ chức hoặc là căng trương luật. Thì bốn cái biểu hiện đầu tiên á, thì nó được gọi là triệu chứng dương tính. Rồi cái biểu hiện thứ năm là triệu chứng âm tính. Triệu chứng âm tính là những cái triệu chứng mà mất đi những cái chức năng về hoạt động tâm thần. Thì ở những bệnh nhân loạn thần á, thì có 5 triệu chứng âm tính cơ bản, đó là cảm xúc cùng mòn, mất động lực, mất hứng thú, mất ngôn ngữ và thu rút xã hội. Qua hai Phượng ơi. Rồi, theo chẩn đoán theo DSM-5 á, thì tâm thần phân liệt á, thì sẽ có những cái tiêu chuẩn gồm có là 6 cái tiêu chuẩn ha. Về tiêu chuẩn A á, thì nó phải có ít nhất là 2 trên 5 triệu chứng, và mỗi triệu chứng này á, thì phải là ít nhất là 1 tháng. Thì trong 2 trên 5 triệu chứng á, thì ít nhất phải có 1 trong 3 triệu chứng là hoang tưởng, ảo giác, lời nói, vô tổ chức. Rồi các còn có 2 triệu chứng còn lại là hành vi vô tổ chức hoặc căng trương luật. Và triệu chứng âm tính. Về cái tiêu chuẩn thứ hai là nó sẽ có những cái rối loạn về chức năng nghề nghiệp và xã hội. Và cái thời gian á, thời gian ít nhất phải là 6 tháng, trong đó phải là ít nhất 1 tháng theo cái tiêu chuẩn A. Và phải loại trừ cái những cái phân liệt cảm xúc, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, nét loạn thần, với loại trừ các bệnh lý do là nghiện chất hoặc là bệnh lý cơ thể, loại trừ tiền sử rối loạn phổ tự kỷ hoặc là rối loạn giao tiếp khởi phát ở trẻ em. Và cái tâm thần phân liệt này á, thì quá trình bệnh thì sẽ trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn tiền triệu, tiếp theo là giai đoạn toàn phát và giai đoạn di chứng. Giai đoạn tiền triệu này thì nó xuất hiện là những cái triệu chứng dương tính. Đầu tiên ví dụ như là đầu tiên sẽ xuất hiện những cái như là ảo thanh, nhưng mà nó sẽ ở cái mức độ rất là nhỏ. Rồi cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn toàn phát. Giai đoạn toàn phát này á, sẽ là thỏa mãn cái tiêu chuẩn A, có nghĩa là nó sẽ có 2 trên 5 cái triệu chứng, mà trong đó là 1 trong 3 triệu chứng là phải có là ảo giác, hoang tưởng, suy nghĩ lời nói vô tổ chức, và cái này phải kéo dài ít nhất là 1 tháng. Rồi cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn di chứng, là giai đoạn này thì sẽ chiếm ưu thế ở những cái triệu chứng âm tính, có nghĩa là mình sẽ cảm thấy là mất động lực, rồi cùng mòn cảm xúc, rồi mất hứng thú, mất ngôn ngữ và thu hút xã hội ha. Rồi tiếp theo về phần dịch tễ, diễn tiến và tiên lượng của tâm thần phân liệt á, thì cái tâm thần phân liệt thì thường sẽ khởi phát ở tuổi trẻ, có nghĩa là nhiều nhất là 18 đến 35 tuổi. Ở những người nam á, thì lại xuất hiện sớm hơn là ở nửa đầu những năm 20 tuổi, còn ở nữ á, thì là ở nửa sau những năm 20 tuổi. Nếu ở trên 40 tuổi á, thì người ta sẽ gọi là khởi phát muộn, và cái trường hợp khởi phát muộn này á, thì lại thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Đối với các bệnh nhân tâm thần phân liệt á, thì diễn tiến rất là đa dạng. Thì sẽ cũng có một số người là phục hồi hoàn toàn, mà cũng có một số người chuyển sang mãn tính, thì tinh thần thì lúc lên lúc xuống. Rồi một số người thì cái tình trạng nó sẽ suy giảm dần, và đa số hầu hết là sẽ cần sự hỗ trợ một phần hoặc là toàn bộ. Khi mà theo tuổi thì khi mà tuổi càng lớn thì cái triệu chứng dương tính sẽ càng giảm dần, và cái triệu chứng âm tính sẽ dần chiếm ưu thế, và cái triệu chứng nhận thức đó, thì sẽ có thể không phục hồi được ha. Tiếp theo á, là mình sẽ nói về nguyên nhân hỗ trợ của loạn thần.
Thì mình sẽ xem lại cái ba từ của bạn Thông ha. Thì bạn Thông có nhắc đến là đầu tiên là cạnh tranh loại trừ, là các synapse yếu có ít thụ thể dẫn truyền không hiệu quả sẽ dần bị tiêu hủy. Cái thứ hai là gen không trực tiếp quy định bệnh tâm thần phân liệt, mà gen quy định protein ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và các hoạt động trong neuron và enzyme chuyển hóa các chất dẫn truyền thần kinh và các chất tín hiệu tế bào. Nguyên nhân gây ra triệu chứng tâm thần phân liệt là do tăng hoặc thiếu dopamine. Những yếu tố gây ra triệu chứng tâm thần phân liệt gồm có, nói chung là có đủ ba rồi nha. Cái câu cuối thì nó hơi bị lủng củng. Bạn này học bài kỹ quá ha. Rồi thì Phượng sẽ ôn trực tiếp cho các bạn là về nguyên nhân và hỗ trợ ha. Thì nguyên nhân hỗ trợ thì có ba cái ý chính. Đầu tiên là các con đường dopamine, rồi các con đường glutamate, rồi và cái gen và môi trường. Thì đầu tiên là con đường dopamine á, thì mình đã biết đó là cái dopamine thì mình được gọi là cái hormone hạnh phúc ha. Thì nó sẽ có bốn con đường. Thì hai con đường đầu tiên á là con đường trung não hệ viền, con đường trung não vỏ não á, thì nó sẽ là hai cái con đường mà nó có liên quan nhiều, liên quan chủ yếu đến cái loạn thần ha, cái tâm thần phân liệt. Thì cái con đường trung não hệ viền này á, nó là cái trung tâm khen thưởng, là cái trung tâm tạo ra cái cảm giác hứng thú hưng phấn á. Nhưng mà ở những người mà bị loạn thần, bị tâm thần phân liệt á, thì cái dopamine ở cái con đường này bị tiết quá mức thì sẽ gây ra cái triệu chứng dương tính. Rồi còn cái con đường trung não vỏ não á, thì cái dopamine ở những cái người tâm thần phân liệt á, thì sẽ bị giảm tiết dopamine ở con đường này thì sẽ gây ra cái triệu chứng anh tính. Cái con đường trung não vùng lưng bên của vỏ não tráng trước á, thì nó sẽ có những cái tiêu những cái triệu chứng về nhận thức. Còn cái con đường trung não vùng vùng bụng giữa của vỏ não tráng trước á, thì sẽ có những cái triệu chứng về cảm xúc. Còn cái hai con đường sau á, là con đường chất đen thể vân và con đường hạ đồi thùy trước tuyến yên á, thì hai con đường này á, thì ở bệnh nhân tâm thần phân liệt á, thì nó không có nó bình thường ha, nhưng mà nó lại có bị ảnh hưởng khi mà mình sử dụng cái thuốc để điều trị loạn thần, là cái thuốc chống loạn thần á. Thì cái con đường mà chất đen thể vân á, là cái con đường này là cái kiểm soát cái chuyển động cơ. Khi mà dopamine mà ở cái con đường này á, bị thiếu á, thì có cái triệu chứng là run rồi loạn trương lực cơ. Thì cái triệu chứng này nó giống như triệu chứng của những người bị Parkinson á. Rồi khi mà mình sử dụng cái thuốc chống loạn thần á, thì cái dopamine sẽ bị thiếu. Ở cái con đường này dopamine bị thiếu thì nó sẽ gây là cái những cái triệu chứng của Parkinson, là người ta gọi là triệu chứng ngoại tháp á. Thì cái triệu chứng này á sẽ được giảm khi mà mình sử dụng cái thuốc loạn thần thế hệ 2. Rồi cái con đường hạ đồi thùy trước tuyến yên á, thì cái con đường này á là nếu mà dopamine ở cái con đường này mà giảm á, thì nó sẽ gây ức chế tiết prolactin. Thì mà cái prolactin này á, nó lại cái dopamine á, thì nó ức chế cái tiết prolactin. Khi mà mình sử dụng cái thuốc chống loạn thần á, thì dopamine ở cái con đường này nó giảm thì cái prolactin ở cái con đường này nó lại bị tiết ra, thì nó gây tăng rối loạn về kinh nguyệt, rồi nó lại mất kinh ha. Tiếp theo á, là cái con đường glutamate. Phượng ơi chuyển slide giùm. Con đường glutamate á, thì nó là xuất phát từ cái vỏ não và hồi hải mã hơn, nó đi tới thân não, rồi cái nhân acumen, rồi thể vân, đồ thị. Thì cái neuron trung gian sẽ là kết nối cái neuron glutamate, thì người ta gọi là neuron GABA.
thì cái con đường glutamate này nó liên quan đến cái triệu chứng tâm thần phân liệt thông qua là sự kích thích hoặc là ức chế con đường dopamine. Nghĩa là cái con đường này á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái con đường dopamine, và từ cái con đường dopamine đó thì sẽ gây ra những cái triệu chứng dương tính hoặc là triệu chứng âm tính trên bệnh nhân loạn thần. Và những cái triệu chứng dương tính đó là khi mà glutamate nó gắn trực tiếp với lại cái dopamine đó, thì glutamate sẽ bị kích hoạt quá mức, dẫn đến cái con đường dopamine của trung não và hệ viền thì nó sẽ bị kích thích quá mức. Thì cái con đường dopamine trung não hệ viền này á, thì nó tăng tiết, khi mà nó tăng tiết dopamine thì nó sẽ gây ra các triệu chứng dương tính. Thì khi mà dopamine mà liên kết với các cái glutamate và thông qua một cái neuron trung gian á, thì glutamate hoạt động quá mức, nó ảnh hưởng tới cái neuron trung gian cũng bị kích hoạt quá mức. Khi mà cái neuron trung gian kích hoạt quá mức thì nó lại ức chế. Nếu mà không có cái neuron trung gian á, thì nó sẽ gây tăng tiết dopamine, nhưng mà có cái neuron trung gian này á, thì nó ức chế dopamine của con đường trung não vỏ não. Mà cái dopamine con đường trung não vỏ não á, thì nó lại gây ra những cái triệu chứng và âm tính ha. Qua slide. Rồi, về gen và môi trường á, thì có một số cái nội dung mình còn nhớ. Thứ nhất là cái về cạnh tranh loại trừ, thì các synapse mà yếu, nó có ít thụ thể, dẫn truyền không có hiệu quả thì sẽ dần bị tiêu hủy. Cái câu này thì mọi người đều nhớ, tại vì có trong cái bài mình thi ha. Rồi, khi gen á, thì nó không trực tiếp quy định bệnh tâm thần, mà gen á, nó chỉ cái quy định tới các protein, nó ảnh hưởng đến thứ nhất là sự phát triển thần kinh nè, rồi ảnh hưởng đến enzyme chuyển hóa các chất dẫn truyền thần kinh, rồi các chất tín hiệu tế bào tạo synapse và các hoạt động trong neuron. Về điều trị loạn thần á, thì mình sẽ điều trị theo có ba hướng. Thứ nhất là mình sẽ hóa trị liệu, rồi tâm lý trị liệu, sốc nhiệt hoặc là kích thích từ xuyên sọ. Thì cái hóa dược trị liệu á, thì mà khi mà có những cái triệu chứng loạn thần á, thì bắt buộc mình phải điều trị bằng thuốc. Khi mà có triệu chứng loạn thần như là ảo thanh rồi hoang tưởng á, thì mình không nên và cũng không thể nào mà cố gắng thuyết phục bệnh nhân rằng là ảo giác của họ là sai, là không có. Vì khi mà làm như vậy thì bệnh nhân sẽ kích động rồi không tin, rồi không tin vào bác sĩ, không có hợp tác để điều trị nữa. Cho nên là nếu mà có những cái triệu chứng như loạn thần thì bắt buộc mà mình phải sử dụng thuốc và không có dùng tâm lý trị liệu thay thế ở cái giai đoạn này ha. Về thuốc á, thì thuốc chống loạn thần hiện tại thì mình chỉ có cái loại để giảm dopamine thôi, mà chưa có loại tăng dopamine. Thì giảm dopamine á, thì mình sẽ nếu mà nó tác động trực tiếp vào cái con đường trung não hệ viền á, thì nó tác dụng, thì nó sẽ có tác động đến các cái triệu chứng dương tính ha. Thì cái thuốc mà chống loạn thần điển hình á, cái thế hệ 1 là thế hệ cũ á, thì nó sẽ tác động giảm dopamine. Thì khi mà nó giảm ở cái con đường trung não hệ viền thì nó có tác dụng tốt là nó giảm cái triệu chứng dương tính, nhưng mà nó không có chọn lọc thì nó giảm hết luôn, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái con đường trung não vỏ não, thì nó lại gây ra các triệu chứng tăng các triệu chứng âm tính, rồi nó gây ra tác dụng phụ ngoại tháp khi mà nó giảm luôn con đường chất chất đen thể vân, rồi nó sẽ gây ra là tăng tiết rồi lắc tim khi mà nó giảm dopamine ở cái con đường hạ đồi thùy trước tuyến yên. Thì khi mà mình phát triển lên cái thuốc chống loạn thần thế hệ mới á, thì nó sẽ giảm đi cái nó chọn lọc, nó ức chế chọn lọc lên cái receptor D2, thì nó sẽ giảm đi những cái tác dụng phụ của cái thuốc loạn thần thế hệ 1, nhưng mà nó lại gây ra cái tác dụng phụ là rối loạn chuyển hóa. Cho nên khi mà mình sử dụng cái thuốc loạn thần á, thì mình phải theo dõi chặt chẽ để mình phát hiện và xử lý cái kịp thời các tác dụng phụ của thuốc. Cái thứ hai trong điều trị á, thì mình sẽ sử dụng tâm lý trị liệu. Thì cái tâm lý trị liệu này là cái phương pháp hỗ trợ thôi, nó không có thay thế cho hóa dược trị liệu ha. Thì nó sẽ hỗ trợ đối với
đối với những bệnh nhân mà sau khi đã điều trị hết các triệu chứng loạn thần rồi thì sẽ hỗ trợ để giúp bệnh nhân thích nghi và hòa nhập vào cuộc sống. Thì tâm lý trị liệu thì mình có thể sử dụng là các liệu pháp như cá nhân nhóm hay là CBT. Về sốc hoặc là kích thích từ xuyên sọ thì mình sẽ sốc điện sẽ hiệu quả đối những với những bệnh nhân mà có những cái triệu chứng như là căng trương luật ha, có ý tưởng và hành vi tự sát do hoang tưởng hoặc ảo giác chi phối, rồi có những cơn kích động mà điều trị bằng thuốc không có tác dụng thì mình có thể là sốc điện. Nhưng mà cái này thì phải có được cái sự chỉ định của bác sĩ và được theo dõi ha. Còn cái kích thích từ xuyên sọ thì sẽ có hiệu quả đối với những người bệnh nhân có ảo thanh dai dẳng. Đó là mình trình bày xong cái phần nội dung của loạn thần và cũng là kết thúc cái phần ôn tập của nhóm mình luôn. Cảm ơn thầy và các bạn. Cảm ơn mọi người đã ngồi đến nói thầy hay nói là đã có mặt ở đây vào giây phút này. Mọi người có câu hỏi nào không? Mọi người mệt rồi thầy ơi. Thò mở mic lên nói gì đi em. Mọi người nãy giờ nghe em nói mà không được thấy mặt em. Mọi người buồn ơi là buồn. Chị nói với thầy mà được thấy em thuyết trình ở ngoài là còn nhiều cái hơn nữa luôn. Dạ đòi nói lại khúc nào đó. Cáp lại đi. Nhiều cái đáng sợ. Đáng sợ gì thầy? Gặp ở ngoài là phụ này bị lừa đó. Đáng sợ chứ thầy. Hai anh Thọ. Nói nghe hỏi là thấy sợ rồi, không biết trả lời. Rồi. Em cảm ơn mọi người. Dạ rồi, đầu tiên thì cảm ơn giáo thính trình của mọi người làm hôm nay, thì đánh giá mọi người làm rất là tốt cái phần này. Đặc biệt trong bài có một số điểm rất là đắt luôn, để cho nhóm có thể, để cho mọi người có thể chỉ cần nhìn cái slide của nhóm ôn tập thôi là đã có thể ôn được cái bài của mình và nhìn lại cái điểm chính yếu, và thậm chí có những cái phần mọi người làm rõ hơn cả cái bài cái chuẩn của ngày hôm đó nữa. Một số slide rất là đắt, ví dụ như là cái sơ đồ trong cái nguyên nhân về sang chấn tinh thần của trầm cảm, rồi cái sơ đồ về cortisol và tem não, cái vòng xoắn bệnh lý của cortisol, tem não và trầm cảm, thì những cái sơ đồ nó rất là hay, nó làm cho phần bổ sung rất tốt để mọi người có thể nhớ được bài, hiểu được cái nội dung của bài. Thì mọi người thì cảm ơn nhóm cho cái phần chuẩn bị rất là tốt, và có lẽ là mọi người không chỉ làm nó trong một vài buổi mà mình cảm nhận mà mọi người bắt đầu từ những cái buổi mình đã học từng bài rồi mọi người chuẩn bị cho nó trong thời gian rất dài rồi, hoặc là mọi người đã học với một cái tinh thần rất là nhiệt tình, rất là đàng hoàng thì mới có thể ghi nhớ bài rất tốt. Ok ạ, cảm ơn đại diện lớp, cảm ơn rất nhiều cho bao tập này. Thì mình nghĩ là như đó kiến thức cũng đủ để mình nhìn vào cái hành trình mình đi với nhau rất là dài, cũng 3 tháng nữa. Kiến thức cho tới thời điểm này thì chắc là mọi người dở là mọi người sẽ thể đọc và nhớ được. Còn những nghĩ là để ôn nữa thì không có gì để ôn thêm. Hy vọng là toàn bộ những cái nội dung mà mình đã đi với nhau trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì nó là cái hành trang cho mọi người có thể một lúc nào đó mình gặp cái tình huống tương tự mình sẽ nhớ và đã xài. Nó sẽ có ích. Giống như cái mục tiêu của mình ngay từ đầu mà vẫn là hiểu mình, giúp mình. Xong rồi những người giúp người và trở thành một cái thành viên, một người đồng nghiệp ở trong cái mạng lưới của những người làm về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thì Nghĩa cũng rất là mong, giống như những cái lớp con bạn hai Nghĩa từng chia sẻ với mọi người những lớp trước, những khóa trước, thì hiện nay là các anh chị cũng đã tốt nghiệp rồi, có người làm nghề, thì Nghĩa cũng rất là mong sẽ gặp lại mọi người trong lớp của mình một vài năm nữa. Trên hành trình này mọi người hay gặp nhau là đồng nghiệp. Okay. Yeah, tôi nhận học rất là tốt nha. Những môn khác cũng còn lại để thấy cái kia thực tập và xác định cho mình những gì mình cần phải giải quyết từ bên trong mình trước khi mình có thể hỗ trợ được.
Ai muốn gặp thầy ở Hoàng Mỹ không kìa, bút hàng trước đây. Tức là mình phải giải quyết vấn đề của mình trước trước khi mình đi điều trị cho người khác đúng không thầy? Thôi, nghe chưa thọ? Vấn đề nghe rồi mày. Rất là xéo sắc không định được. Động lại chỉ có từ xéo sắc thôi hả thầy? Còn từ nào nữa không thầy? Mọi người dùng cái đanh thép nhưng mà nghĩ là thép là không có cứng bằng đá đâu, nhưng mình dùng cái đanh đá đâu. Đanh đá. Sau này sẽ đổi thành đanh đá. Tony đanh đá. À thầy ơi. Mọi người đặt tên cho thọ là thọ đanh đá. Mọi người cho chị thay mặt mọi người chút xíu cảm ơn thầy, tại vì thật sự nghe tới cái môn tâm lý học thần kinh á, tụi em thì hoảng sợ lắm thầy. Mọi người hoảng sợ lắm, ai cũng nói cái môn này nó khó kinh khủng lắm, mà thật sự là may mắn cho tụi em là hai cái môn mà liên quan đến cái não á, cái khủng khiếp nhất trong con người mình đúng không mọi người, cái bộ máy khủng khiếp nhất, thì được gặp thầy Thắng và được gặp thầy Nghĩa, thật sự rất là may mắn là mọi người ai hầu như thầy thấy cái điểm giữa kỳ đó, biết là thầy du di thì cho đề dễ nhưng mà dù sao mọi người cũng nắm, thật sự là mọi người nắm được cái, vì tất cả cái đó thì em nghĩ ai cũng sẽ đồng ý với em là nhờ vào cách truyền đạt của thầy và cái cách mà thầy nhắc tạo cái sự thoải mái cho tụi em á, thì cũng thay mặt mọi người cảm ơn thầy nhiều lắm tại vì dắt tụi em qua cái môn khó nhằn này, còn cuối kỳ nữa nhưng mà chị nghĩ là chúng ta cùng qua thôi mọi người nhỉ. Điều gì cũng có thể xảy ra. cuối kỳ phải nhờ thầy dơ cao đánh khẽ. Người ta nói là để dễ đó. Người ta nói là cuối cùng thì sẽ ổn thôi, còn nếu nó chưa ổn tức là nó chưa là cuối cùng. Cuối kỳ cũng vậy, là cuối kỳ thì cũng sẽ ổn. Nếu là nó chưa ổn hoặc là chưa qua đó thì nó chưa phải là cuối kỳ, là gì mọi người sẽ phải thi mới làm được. Thì thật ra thì để về nói về lớp thầy Nghĩa rất là thích, thấy không? Mọi người biết là khi mình dạy những lớp đầu tiên sẽ có những cái cảm xúc ban đầu mình nhớ hoài cái lớp đầu tiên, nhưng mà về sau đó, khi mà có nhiều lớp tập đi tập lại, mình dạy nhiều năm rồi tập đi tập lại, thì những lớp họ bắt đầu với cái kiến thức chồng lớp với nhau nhưng mà sẽ có trong số đó anh chị nào đi dạy rồi chia sẻ sẽ có cảm giác là sẽ có những lớp mà mình nhớ hoài là mình cũng quên được, tại vì các bạn có một cái sự đặc biệt rồi. Còn đối với lớp mình thì Nghĩa vẫn chắc chắn sẽ nhớ mọi người, vì cái lớp mà Nghĩa cảm thấy Nghĩa gần gũi nhất trước giờ luôn, có thể là gần gũi về độ tuổi, gần gũi về độ tuổi, rồi mình mới khoảng 18, 19, 20 tuổi cùng độ tuổi với nhau thôi, rồi mình nên là mình nói chuyện với nhau rất dễ hiểu, cái cách mọi người phát có nghĩa dạ đồng ý thầy, đồng ý. Nghĩa có là Nghĩa mặt. Dạ thầy ơi, cho em hỏi xíu luôn. Gì? Hỏi gì 20 tuổi hả? Sao nghĩ nói gì làm em tổn thương quá thầy ơi. Sao vậy? Dạ, tụi em chờ đến cuối để được hỏi là nội dung thi cuối kỳ á thầy, thi cho bao lâu, bao nhiêu câu và nội dung ôn tập á thầy. Thì nó là toàn bộ gì mọi người đã hỏi chi vậy chung? Thầy ơi, bút lịch bên bệnh viện. Đang vui luôn á chị Chung. Tại thấy mọi người tâm sự quá nhưng cho nên phải kéo mọi người về. Dạ. Ai bút lịch thầy vậy? Bút lịch bên à. Bút lịch bên bệnh viện cái discount thầy. Sợ. Tranh thủ mọi người. Thế là cho em bút lịch bên bệnh viện thầy nha. Bút lịch bệnh viện. Dạ, bệnh viện nay chưa có triển khai bút lịch nên ra là bữa nào cũng lên khá và nhắn trước cho mình. Không hề đi chơi. Nhưng mà anh hỏi thầy là có đích cao tâm lý là rối loạn tâm lý luôn hả thầy? Dạ, thôi đây là tâm lý đồng thầy. Thì cái đang nói tới đâu rồi? Đang nói là cảm thấy rất là thú vị, cảm thấy rất là thích cái không khí, cái năng lượng của lớp mình, cảm thấy nó match được với cái năng lượng của mình. Và tức là sẽ có những lớp trước giờ dạy á, Nghĩa cảm thấy rất là nặng nề hoặc là cảm thấy áp lực một chút, tại vì không biết là hôm nay đó lớp sẽ đón nhận thế nào. Còn với lớp mình, Nghĩa luôn luôn cảm thấy rất thoải mái và rất muốn tới giờ dạy cho mọi người, nó vui lắm.
Thì đơn giản như cảm thấy là nó dễ thương một đúng. Cái cách mọi người tham gia vào lớp, cái cách mọi người chuẩn bị cho cái bài thuyết trình của mình, chuẩn bị khóa học cũng làm cho người ta vui. Ngay từ những cái buổi đầu tiên mình đã có cái cơ sở vật chất nó chẳng có gì hết trơn á, ngồi trong một cái phòng mà như thế là nhất từ trước giờ thì từng như vậy, nhưng mà những buổi đó lại rất vui. Mình có những cái câu hỏi xàm của nhóm cũng là của thức là trên lớp mình tranh luận với nhau, như là từ đó mình bắt đầu mình hiểu hơn từ góc nhìn của mỗi người. Đó là cái cách mình hay gặp cái nghề gần của nó kết nối được. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều, là mọi người cũng cảm ơn Nghĩa bởi vì đã chia sẻ, mọi người cũng sẽ cảm ơn mọi người vì cho Nghĩa một cái trải nghiệm về một lớp văn bằng hai rất là độc lạ, rất là thú vị. Trước giờ ơi, bật cam lên, bật cam lên. Thầy nói tiếp đi ạ. Trước giờ khi mà buổi cuối thường Nghĩa sẽ nhận được câu hỏi của mọi người là thầy ơi, thầy có dạy lớp khác nữa hay không, thầy gì muốn một lại rồi thì muốn muốn học lại được. Nhưng mà đối với lớp này thì người ta nói là không biết, nhưng cũng rất mong là sẽ có cơ hội để học lại lớp mình. Thì bạn Trí đang giơ tay phát biểu. Rồi mọi người cứ mở kem hết lên đi. Không lộn hả Trí? Ok. Nhân mấy thức đang ngồi với nhau kìa. Muốn nói gì không Nhân? Nhân gửi gắm về thầy đi Nhân ơi. Cái gì vậy? Xin discount này, xin thuốc này, xin tùm lum tùm lé hết chứ. Nhân có xin thuốc thầy không Nhân? Nhớ chia cho họ. Xin thuốc, thuốc chứ. Uống vô ngồi đọc cái bằng đọc. Thầy còn nợ em thuốc nha thầy. Bữa lần sau mình chụp hình được hết. Ôi bữa nào em qua em book lịch khám riêng nghe em đi, em lấy thuốc luôn thầy. Ừ. À vô cục luôn. Để xíu mình chụp tấm hình đi sao thấy mình off. Thay đổi vô cục nè. Tự động xếp kệ. Đó, ok. Được rồi nè. Rồi giờ mở cam thì mọi người chụp tấm hình xong mình off nè. Mở dây ra mở cam. Mở cam được mở mic. Ok, mở cam, mở cam. Mọi người ơi, mở cam đi mọi người ơi. Ok. Rồi ok, chụp đó hình như có lẽ một à đó mọi người. Cảm ơn thầy. Chúc thầy ngủ ngon. Cảm ơn lại thầy. Cảm ơn thầy. Kêu bài cuối cùng là đừng lo lắng nhiều quá về phần thi cuối kỳ của mình. Y mới ngủ dậy hả? Thầy dạ. Hello em thầy ơi. Việc học nó rất là vui. Thầy vui với học. Học rất là vui. Thì cũng vậy. Nghe chụp hình mới dậy á. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt thầy. Thầy nhớ Zalo.